Xôm nhầm riêng xuống, bình mật bụng mai bóng bốn xôm xóa cốm một căn channel MCU đai chi channel mùi bà mô bà đông nơi bà phục bò rò miến đai tiệm tôn từ nâng bò rò miến chết nâng ơn rạ chết để cao lâu nực nông xâm cung khmai dương nịp bà chạy bọn ni. Chương thang này khi nhóm bát miến bò rò miến mùi đai gặp bông tài bạch thị liê lùi bay lùi bay nực nông bà đánh xâm cung Facebook có đôi chi nửa tam YouTube. Chứ rừng rao này cả lòng mình đi cứ bày thức liệt dòng bì xa lái xa lòng rồi bỏ phê rìa nâng côn pro rồi bỏ lộc hôn sáng. Và cao bị thang ngay tì bì khai mình nha chân nằm bì bọn đọc rộng bì còn lòng một nì. Chứ rừng rao thường ổn đi đã cả lòng mình tao về mình ảnh tình này dàng đôi mình đấy xuống bình mật bục mai bóng bôn rì rì dần đập nờ chùm mùi kinh nhóm bát nờ bò rồi mình tiếng ổn nì. Xa cháu lòng cháu đã kê xong xài tha chỉ xa rồi bỏ cổng cổ xa lông này dù rõ mặt trấy. Trâu bàn kê sọp xài chỉ xa thê ra nát đài miên ca tiết tôn khá nê chỉ môi mặt trấy chuẩn cổ rồi bỏ rì rọt tha phí bá l. Nâng cổng nê chùm nuôi nâu cầm bởi chìa. Ông bí rương rô xì cao plô ca nâng ca rùm lộp ổng nạch. Bảo tam ca chọc xài rồi bỏ xa bỏ rô miên Cambodia Delhi bà nè đăng thả á. Cáu bị thang ai bút mà xa mấy miên chùn anh nam mức mà nét đài hào khuôn tha chi ổng cô bồ rầy. Bạn nhớ ai kia xa chá lại chá lòng ở bọc cổng cổ xa lông này dù rộng mặt trái tam rồi dạ xa lấy tờ nét, email. Ôi tao ở tay tạp rồi thiên cả nạp bạc xong cổ chết lục xong răng xí đài là còn bông tay nì tê khuôn nì rồi tê khuôn tao bỏ tê khảo. Lục xong răng xí có bạn nhớ ai kia xa tiếng lúc màn to tao ôi xa bỏ rộng miên Cambodia Delhi. Bà nó khăn ông nó ai kia xa bài thị đài bởi chanh đòi chú mua ông cô bởi rấy. Nó bàn bằng hai nhóm bì kà chá lòng chá lòi khăn nha dì môi mình trai chuẩn của bố rồi bỏ rì rọt tha bì bá l. Môi chồng nuốn đôi chía lột hô sụ thí chía bà thiên khôn kà rà gia lây nì dô rò mình trai. Nâng lột khiêu ca nhì rất rọt mình trai gà xuông bò rò miến. Phê rì dìa hôn sáng nâng lột sáy bôn rà ní. Nâng côn bò rò bò lột sáy hôn sáng. Cứ lột hôn mà lý, lột hôn mà ní, lột hôn mà nứt, nâng lột hôn mà nạyt. Ai kia xa bạch thị lý chiếng mà phay sân lặng nút ban bằng hai nhóm pi chỉ vất xa mai nó khôn ngon cổ xa lông đi dô rò mặt trái đôi chía côn xông lùi pi ở bông mà đáy. Ca chun po cho nam thơm ấy, cùng rông nha mà hai pê lần nhếch nâng ca rầm lực oi tâu lùm hạt pran chỉ đàm. Bạn ta ai kia xa bài thị nụ có bàn liệt rõ đàng bì ca thơ chùm nuôn bên đây chạy cám rồi bỏ côn bằng cá ớt nâng côn bỏ xa lôn này dù rõm mặt trái phòng đài. Nó khôn nông ai kia xa nụ côn bỏ xa lôn này dù rõm mặt trái cứ lôc sốc bụt thi vứt nâng trâu bàn chìa côn bằng cá ớt rồi bỏ lôc sốc án. Rõm mặt trái tự tu bàn tốc tì xa đáy ca cả nạ rõm mặt trái nụ bàn tiệ tôn chìa môi lôc khêu ca nhờ rất chìa rõm mặt trái cơ xuống bỏ rồ miến. Lôc xa chống chìa bà thiên bà giả phía. Nâng lột hôn xa ảnh bẹp bọn nâng chùm nuôi nhạc cho là nạ trọp nâng bật đánh xa bò rò miền. Lột ốc cầm xênh nhẹ nôm bịa cơ xuống bò rò miền ở bàn đăng thá. Lột xông mần phơ ăn thị bài nụ tể. Bàn đòi đăng thá mần toàn khơi miền ai kia xa bài thị li tiếng nụ. Bà chăng lột xong đây bò lột có bàn dê bà tỏ tiết thác. Nhôm ọt khẩm mần đòi xa mần đăng chia xâm lên mạch ấy mạch. Nhôm xông mình thơ ảnh thả thị bài ấy tiếng ọ. Prua khá nhóm chăm mơ sân ấy lớp. Xong mình nì dì ấy. Prua nì dì tiếng ọt đăng ấy vì ọt cả ớt. Hai khá nhóm nô khá nông sân thị bài ní phòng đài. Mà ní cư chia xong đây. Rồi bỏ lộp ốc cầm xê. Đài chỉ nẹ nôm bịa rồi bỏ cơ xuông bò rồ miến. Ôi vì ổ đí nè. Mà ok và to tiết. Xa bài thị nô có ba nì dì ấy pi. Nhi dụ casino Nagavel nâng chia mà hà sẽ thay đo là bay là bánh. Lột chân líp cống ban tiện tôn chìa môi côn rồi bỏ lột nhi dụ rồi mà trái cứ hôn mà nứt. Nâng lột sợi hôn mà nà. Lột chắc líp cống đài miên chứ môi nó khôn ca bài thị lý thá. Tên trí ban phì phía xa chìa môi đầm nà ca rồi bỏ xa bỏ rồi miên. Khám ai thám. Nâng bàn bì phía xa ổng bì xâm bốn mùa đà bàn bình chạy thá. Bàn bình nhau tỏ ôi lôn này dù rò mặt trái. Anh chẳng nhóm ai xông bình chạy thá. Cứ lô kia sự thi ra. Rò mặt trái gà xuống riêng trong đàn đầy. Ai kia xa bài thị lý ni đọt đài bàn đăng bình to tiết thá. Nẹ com trô kà nạp bạp rà chì chôn kông bà chì. Đọt xa mò xa mà nẹ.
chỉ chôn chết Pakistan mà ban sân ở lộ hôn mà nét chui xùm rô lại cả xa đồng bây châu sinh chết khả mẹ đồng bây top sân ông xong côn bầm nạch đi lộ Jeff Matthew sân gia thái nâng chui ở bạc can ông nạch chân nha ca bó chân nô kháng múc đòi thái nâng chui khang chất xác nâng ca bầm phật bầm phầy ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាពុំបានដឹងរឿងនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមិនដឹងរឿងនឹងទេមិនអាចធ្វើអ្វីឬក៏អធិប្បាយបាននោះទេករណីមួយទៀតគឺមានជនត្រូវជាប់ក្នុងបទល្មើសពន្ធពងមនុស្សឃាតម្នាក់អ្នកស្រីខូសេងយ៉ាន់ណាជាប្រពន្ធរបស់អុកញ៉ាខូជូលីបានសុំឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែត ជួយឲ្យចេញពីពន្ធនាគារលើសពីនេះលោកលៀងសំណាត់ចៅក្រមនិងអនុប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានសូមឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយឲ្យផ្ញើសារទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែលមិនបង្ហាញឈ្មោះដើម្បីរក្សាតំណែង VOD មិនទាន់អាចសូមការបំភ្លឺពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននោះទេគិតមកដល់ពេលម៉ោងនេះទោះបើគ្មានការស៊ើបអង្កេតណាមួយក៏ដោយកាលពីពេលកន្លង ទៅរបាយការណ៍អង្គការ Global Witness បានរកឃើញសមាជិកក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 114 ដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបរហូតដល់ 200 លានដុល្លារ សហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍អន្តរជាតិមួយនេះបានដឹងថាក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនគឺបានរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនថាមពលនិងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ក្រុមហ៊ុនរ៉ែនិងក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីក្នុងវិស័យធំធំទៀតផងនៅក្នុងកម្ពុជា ក្រោយពីអង្គការនេះបានចេញរបាយការណ៍នៅថ្ងៃទី2ថ្ងៃបន្ទាប់ក៏មានគិតកម្មលើនីតិវិភាកបញ្ហាសង្គមលោកកម្មលៃនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់មកក៏បានបោះស្រាយជាចំហលើរបាយការណ៍នេះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលកំពុងតែបែកធ្លាយណានៅថ្ងៃទី 2ខែមីនាឆ្នាំ2017នៅវេលាម៉ោង5:40នាទីល្ងាចបាទ គឺរឿងអំពីការបែកធ្លាយសារទំនាក់ទំនងឆ្លងឆ្លើយរបស់ភរិយានិងកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទដែលទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយនឹងរឿងការភៀសហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មរកស៊ីបាទនិងមានការរំលោភអំណាចនិងចំនួនធំធំរកស៊ីផ្លូវការនៅកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបាទ រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបានអធិប្បាយទាំងអស់ហ្នឹងសូមប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជ្រាបនៅផ្សារព័ត៌មានទាំងអស់នេះហើយសូមជួយចុចនៅ Subscribe របស់វីដេអូខ្ញុំបានដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតឡើងមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទនេះគឺជាកម្រងរូបភាពរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទនេះគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះស
ូនសូមជម្រាបលា